Nhân chuyện Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đón đại sứ Trung Quốc đến chúc mừng cũng như thăm hỏi, chia sẻ thông điệp theo nghi lễ với Tân Nguyên Thủ trên các trang phản động Việt Tân Chân Trời Mới đã được dịp bịa đặt câu chuyện hư cấu nhằm cổ suý bài Tàu thoát chung chống cộng. Chẳng hạn Chân Trời Mới Media vừa tung lên mạng xã hội: những ngày này ở Việt Nam, Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, chỉ là nhà quan sát thời cuộc, tọa sơn quan hồ đấu hay bí mật can thiệp vào cuộc chiến tranh, giành quyền lực tóe lửa ở Hà Nội. Vừa gắn ghép vai trò của một ông đại sứ ngoại quốc với diễn biến nhân sự vừa qua mà họ đang cố theo dệt, tranh giành quyền lực. Sự bịa đặt vu khống này, Chân Trời Mới Media vô tình tự phơi bày cho thiên hạ thấy họ là kẻ như thế nào. Trước hết là tâm thế sợ Tàu, sợ tới mức lúc nào cũng như bị ám ảnh, lấy cái sợ của mình đo cái sợ của người, nên thi thoảng Chân Trời Mới Media lại sống lên, đổ cho Đảng hay nhà nước Việt Nam làm gì cũng phải trông chừng ý tứ ông láng giềng phương Bắc. Bình luận về luận điệu này, blogger Đinh Ái Hà cho rằng, dù có la hét hơn thế, sự thật vẫn là sự thật. Hà Nội độc lập tự chủ, chứ chẳng hề lệ thuộc Bắc Kinh trong bất kỳ việc gì. Ba Đình tự quyết mọi việc, chứ chẳng hề phải đợi Trung Nam Hải gật mới dám làm như Chân Trời Mới Media và những kẻ khác vu cáo. Tháng 2 năm 1979, khi Trung Quốc cho quân tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc để dạy cho Việt Nam một bài học, nào ngờ chính họ bị Việt Nam dạy cho biết thế nào là lòng yêu nước và tinh thần quật cường của một dân tộc bất khuất từng dám đương đầu với chiến thắng quân xâm lược phương Bắc nhiều bận. Nếu lần đó Hà Nội sợ Bắc Kinh, có khi nước Việt Nam bây giờ cũng chẳng còn tồn tại để cho vài kẻ phản động đứng ở hải ngoại có cơ hội hô hào bảo vệ Tổ quốc. Còn về thuyết âm mưu ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, tọa sơn quan hồ đấu hay bí mật can thiệp trực tiếp vào nội bộ Việt Nam, lấy ngay vụ liên quan đến ông Vương Đình Huệ nhé. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024, ông Vương Đình Huệ, khi đó là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, Triệu Lạc Tế. Thời điểm đó, cánh lề trái hải ngoại, trong đó có Chân Trời Mới Media, đã thi nhau làm ầm lên rằng Đảng Cộng sản đang chuẩn bị nhân sự cấp cao cho Đại hội 14. Quả này, ông Huệ sang Bắc Kinh báo cáo để được Trung Nam Hải chuẩn đi thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư. Ông Vương Đình Huệ về được 10 ngày, ngày 18 tháng 4, bà Hạ Vinh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc thăm Việt Nam, theo lời mời của đồng cấp Lê Thành Long. Mấy trang lề trái được đà suy diễn thêm, thăm thú gì đâu, chẳng qua ngày ngóng xì xầm của dư luận, Trung Nam Hải chưa yên tâm nên phái bà Hạ Vinh tới nhằm bảo vệ người của mình và quán triệt Ba Đình tuân chỉ Thiên Triều. Nói cách khác, theo kiểu tin đồn của Chân Trời Mới Media và đồng bọn, ông Vương Đình Huệ đích là người của Bắc Kinh, Việt Nam là chư hầu của Trung Quốc. Vậy một khi là người của Bắc Kinh thì chỉ có chắc là vững như bàn thạch, chỉ có thăng tới đỉnh của đỉnh. Vậy mà đánh đồng phát, sứ thần Hạ Vinh của Trung Nam Hải sau chuyến công du Việt Nam về lại Bắc Kinh chưa ấm chỗ. Tại cuộc họp ngày 26 tháng 4, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, mọi đồn đoán ông Vương Đình Huệ là người của Bắc Kinh được Bắc Kinh bảo kê và chuẩn y kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng phút chốc trở thành tin vịt. Vụ tin vịt đó cho thấy những cái gọi là thông tin của Chân Trời Mới Media cũng như những trang lề trái về tình hình chính trị Việt Nam không chỉ là mớ nhảm nhí rẻ tiền lừa đảo mà còn vu khống trắng trợn. Nghe bình luận châm biếm não trạng sợ Tàu của blogger Đinh Ái Hà, không biết Chân Trời Mới Media có thấy nhục không? Nhưng chắc nếu thấy nhục thì họ đã không viết ra những bài viết rẻ tiền kiểu này.